Chào tất cả các bạn đã đến với chương trình tìm hiểu về du học Mỹ cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Ở những số trước chúng ta đã tìm hiểu về các chương trình du học Mỹ giá rẻ, và riêng trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các vấn đề xoay quanh đến yếu tố xin visa du học Mỹ. Và trong số này chúng ta cũng sẽ nhận được cái sự tư vấn chia sẻ của chị Tăng Phương Thảo, hiện đang là chuyên viên tư vấn bộ phận Mỹ của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương. Xin chào chị Thảo, rất là vui khi chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng nhau trong cái chương trình giải đáp thư cho tất cả các bạn về chương trình du học Mỹ. Và tiếp theo sẽ là câu hỏi của một anh phụ huynh tên là Phúc, 47 tuổi. Câu hỏi của anh như sau: tôi có con gái đang học Đại học Tôn Đức Thắng năm thứ nhất. Tôi có ý định cho con đi du học Mỹ, nhưng theo tôi tìm hiểu thì phải chứng minh được thu nhập hàng tháng đủ khả năng cho con đi học thì khả năng visa mới cao. Vậy chương trình hãy cho tôi biết, nếu tôi chỉ kinh doanh tự do không có giấy tờ chứng minh nhưng vẫn có đủ tài chính lo cho con tôi có thể đi du học được không? Thì thực sự cái vấn đề này rất là quan trọng đối với tất cả các vị phụ huynh, bởi vì như chị Thảo cũng được biết thì ở Việt Nam chúng ta cái việc mà phụ huynh kinh doanh cái hình thức tự do không có giấy tờ chứng minh rất là nhiều, và đặc biệt là mặc dù không có giấy tờ nhưng mà cái nguồn thu nhập của họ vẫn rất là ổn định. Thì mong chị Thảo chia sẻ thêm cho anh Phúc được rõ. Thì chào anh, thì thật sự rất là hiếm hồ sơ được gọi là đẹp hoàn hảo, và đi du học Mỹ thì hồ sơ học tập lẫn tài chính đạt yêu cầu, có nghĩa là bạn có khả năng cấp visa. Chỉ cần lãnh sự không nghĩ bạn là người có ý định định cư, vậy là bạn sẽ lấy được cái visa của lãnh sự. Còn hồ sơ người Việt thì sẽ có rất là nhiều hạn chế về chứng minh tài chính, và do là thiếu cái hệ thống kiểm soát thuế và tài chính minh bạch như ở nước ngoài, hoặc là có rất là nhiều người làm nghề tự do mà thu nhập lại rất là cao, như là buôn bán bất động sản, cho thuê nhà trọ. Vậy đi du học Mỹ thì chứng minh tài chính như thế nào? Thì với cái câu hỏi này thì các bạn cần lưu ý hai yếu tố sau. Thứ nhất là những yêu cầu cơ bản của một bộ hồ sơ tài chính. Thứ nhất là tài sản cố định như nhà cửa, đất đai, xe hơi v.v. Thứ hai là tài khoản ngân hàng, thì phải chứng minh được cái số tiền có thể chi trả 2/3 chặng đường học lẫn ăn ở của học sinh khi du học tại Mỹ. Và cái điểm cuối cùng là thu nhập hàng tháng. Để đủ cái khả năng tích lũy được số tiền có trong ngân hàng thì đảm bảo cuộc sống cho gia đình học sinh sau khi trả cái chi phí học sinh đi du học. Và yếu tố điểm cộng cho một bộ hồ sơ tốt thì đối với một học sinh mà nhà có xe hơi hoặc là đã đi du lịch nhiều nước trên thế giới, những cái yêu cầu chứng minh tài chính như là châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Canada, hoặc là bố mẹ đã đi du lịch Mỹ mà về đúng hạn, hoặc là học sinh đó đã đi du học hè ở Mỹ và về đúng hạn, hoặc là đang du học ở một nước thứ ba về làm lại cái hồ sơ du học Mỹ, hoặc là học sinh có thể phỏng vấn bằng tiếng Anh, hồ sơ học tập làm việc liên tục không gián đoạn. Tuy nhiên nếu mà không cái hồ sơ của bạn không có những cái điểm cộng này thì chúng ta vẫn có những cách giải trình hợp lý và lãnh sự có thể thấu hiểu được cái hồ sơ của mình một cách cụ thể. Ví dụ như là Tân Đại Dương cũng đã làm thành công rất là nhiều bộ hồ sơ có tài chính phức tạp. Vì vậy cái việc đầu tiên là bạn phải làm đơn giản hóa cái hồ sơ và tìm cách trình bày hồ sơ của bạn trong một phút đổ lại khi gặp lãnh sự phỏng vấn. Và nên nhớ thời gian phỏng vấn rất là ngắn, nên bạn phải sắp xếp cái hồ sơ và trình bày một cách ngắn gọn và hợp lý. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai, nội dung câu hỏi thứ hai như sau. Chào Tân Đại Dương, tôi tên là Cao Thanh, tôi năm nay 35 tuổi, tôi đã tốt nghiệp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ngành tài chính ngân hàng, hiện tại là nhân viên của ngân hàng Sacombank. Tôi có ý định làm hồ sơ du học Mỹ nhưng cũng đang phân vân. Với độ tuổi của tôi như thế này, tôi có thể đi du học Mỹ được không? Du học Mỹ ở độ tuổi nào là phù hợp nhất, có giới hạn độ tuổi hay không? Với cái chất lượng giáo dục được đánh giá cao trên toàn thế giới thì Mỹ là một quốc gia được nhiều học sinh lựa chọn theo học. Không thể phủ nhận rằng cái việc đầu tư giáo dục ở Mỹ ngày càng tăng, điều đó chứng tỏ là chính phủ Mỹ rất là coi trọng cái việc học, mong muốn mang lại kiến thức đến cho tất cả mọi người. Thì du học Mỹ không giới hạn độ tuổi. Tuy nhiên, du học sinh phải đưa ra được cái lý do thuyết phục cho việc đi học vào thời điểm đó của mình. Nhiều phụ huynh vẫn thường muốn cho con mình đi du học rất là sớm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục lứa tuổi, thích hợp để du học là từ 16 tuổi trở lên. Ở độ tuổi này, mức học và khả năng tiếng Anh của bạn chỉ ở mức trung bình, nên cơ hội mở ra cho các bạn khi được tiếp cận giao lưu với nền văn hóa với các bạn trong độ tuổi. Và cái lợi thế khi du học độ tuổi này thì các bạn sẽ có những cái ưu thế như sau. Thứ nhất là điều kiện nhập học rất là dễ dàng, không yêu cầu các chứng chỉ Anh ngữ quốc tế như là TOEFL hoặc là IELTS, và có thời gian trau dồi khả năng tiếng Anh của mình trước khi bước chân vào giảng đường đại học.
Thứ ba là đa số học sinh được học tiếp lên cấp học tiếp theo mà không cần phải học lại cái bậc học đã học. Các bạn có thể xin được cái học bổng và vay hỗ trợ học phí từ quỹ khuyến học của chính phủ. Ở lứa tuổi này thì các bạn có khả năng thích nghi cao, hội nhập cao. Chương trình giáo dục Mỹ ở độ tuổi này thì tập trung phát triển trí tuệ, thể chất cũng như là tinh thần cho các bạn học sinh. Thì các bạn có muốn tìm hiểu thêm thông tin về độ tuổi du học Mỹ hay các vấn đề vẫn còn thắc mắc khi du học Mỹ? Du học Mỹ độ tuổi nào phù hợp, có giới hạn độ tuổi hay không? Thì hãy truy cập trang web của Du học Tâm Đại Dương là duhocmỹ.info. Thì thực sự mà nói cái việc đi du học Mỹ, việc chọn trường sẽ không khó lắm. Thì tùy theo mỗi cái hoàn cảnh mà chúng ta có một cái lộ trình học khác nhau, cũng như là cái mức học phí sẽ khác nhau. Tuy nhiên tấm vé quyết định việc đi du học ở nước Mỹ nói riêng cũng như ở các nước khác nói chung có thành công hay không lại phụ thuộc vào vấn đề xin visa, lãnh sự có cấp visa cho các bạn học sinh hay không. Vậy thì cần chuẩn bị những gì để xin visa du học Mỹ? Thì mong chị Thảo hãy chia sẻ rõ hơn, bởi vì đây là một điều rất là quan trọng với tất cả các bạn. Thì cái việc xin visa du học Mỹ luôn là một trở ngại lớn khi mà thực hiện ước mơ học tập, thêm kiến thức và trải nghiệm cuộc sống mới ở một đất nước Hoa Kỳ. Thế nhưng cái việc xin visa du học Mỹ sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi bạn đến với Tâm Đại Dương. Thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn rất là rõ ràng những cái thủ tục và quy định của việc xin visa du học Mỹ. Thì có 6 bước cần chuẩn bị cho một cái việc xin visa du học Mỹ. Bước đầu tiên là các giấy tờ cần thiết trước khi làm thủ tục. Có nghĩa là mình sẽ chuẩn bị đơn đăng ký nhập học do trường đại học bên Mỹ cấp, kết quả học tập gần nhất tại Việt Nam, bằng cấp ngoại ngữ cao nhất mà bạn có. Cái thứ tư nữa là lệ phí đăng ký của trường cao đẳng đại học mà bạn sẽ dự định đăng ký học. Thì quá trình xin visa du học Mỹ mới bắt đầu được xét duyệt khi bạn có được cái mẫu đơn E-20 là thư chấp nhận nhập học bên Mỹ, được cái trường bên Mỹ tiếp nhận bạn là sinh viên của trường và được chính phủ Hoa Kỳ công nhận. Và trường này sẽ cấp cho bạn một cái giấy chứng nhận là mẫu E-20 có số service của bạn. Bước thứ hai là điền hoàn tất mẫu đơn online xin visa du học Mỹ là DS-160 và sau đó đóng phí xin visa là $160 cho lãnh sự. Sau tiếp theo nữa là đặt lịch hẹn phỏng vấn xin visa du học Mỹ trực tuyến. Bước 3 là đóng phí service E-901. Service là một hệ thống các thông tin về sinh viên và khách du lịch được xây dựng dựa trên cái hệ thống Internet bởi Bộ An ninh Nội địa Mỹ và Bộ Ngoại giao của Mỹ. Và bước thứ 4 là chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để xin visa du học Mỹ. Thì trong đó cái danh sách các giấy tờ cần thiết dành cho xin visa du học Mỹ bao gồm: thứ nhất là hộ chiếu của bạn phải còn hiệu lực ít nhất là 6 tháng. Thứ hai là ảnh thẻ kích thước là 5x5cm nền trắng. Thứ ba là lịch hẹn phỏng vấn. Thứ tư là mẫu đơn online DS-160. Và thứ năm là biên lai đóng phí service E-901. Và thứ sáu là E-20. Đa số giấy tờ chung của các em mà đi du học Mỹ. Và những loại giấy tờ tiếp theo nữa là giấy tờ về mỗi cá nhân của mỗi em. Ví dụ như là hồ sơ chứng minh tài chính, bao gồm là công việc, rồi sổ tiết kiệm, rồi bất động sản của gia đình, rồi tất cả các bằng cấp, học bạ và bảng điểm gần nhất tại Việt Nam của học sinh, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc nếu mà học sinh đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng và đang đi làm, và một số giấy tờ khác liên quan đến gia đình. Và bước thứ 6 là cái ngày quan trọng nhất là ngày tham gia phỏng vấn trực tuyến xin visa du học Mỹ. Thì vào ngày phỏng vấn, bạn nên đến nơi hẹn phỏng vấn xin du học Mỹ phải sớm hơn khoảng 20 phút để phòng các trường hợp không như ý như là xe hư, quần áo bẩn hay là giấy tờ còn thiếu, để mình có cái thời gian chuẩn bị tốt hơn. Và bên cạnh đó cũng để chuẩn bị cái tâm lý của bạn thật tốt trước khi vào gặp lãnh sự. Và bạn nên nhớ phải mang theo đầy đủ các giấy tờ theo danh sách hướng dẫn của nhân viên tư vấn. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị Tân Phương Thảo. Chị đã vừa mới chia sẻ cho tất cả các bạn học sinh được rõ về những cái thủ tục cũng như những cái giấy tờ cần thiết, cũng như là giải đáp thêm về cái độ tuổi nào phù hợp để đi du học Mỹ. Thì hy vọng rằng với những chia sẻ của chị Thảo sẽ giúp ích cho tất cả các bạn rất là nhiều trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đi du học của mình. Thì mọi thắc mắc các bạn có thể truy cập vào website của chúng tôi là tindaiduong.edu.vn hoặc tdvn.com/duhocmy.info. Số điện thoại của chúng tôi 0838484879, 0838382080. Chúng tôi luôn sẵn sàng để phục vụ tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.